Xin chào các bác nhé, em lên sóng chiếc con máy rửa bát Panasonic TR3. Ở đây là một cái dòng hiện tại gần như là rẻ nhất bên em đang bán. Cái mẫu mã này thì giá thành là rất hợp lý các bạn. Về tính năng thì không khác gì, nói chung là giống các cái đời 5, 6, 7, tuyệt đối 100% các bác nhé, không khác bất kể một cái gì cả. Từ hình dáng, kích thước đến tính năng. Nhiều bác mua bảo cứ sợ là có rửa sạch hay không, thì nói luôn các bác là tất cả các máy đều rửa sạch như nhau nhé. Khi sản xuất ra thì mỗi một năm model nhập nó chỉ có 1-2 model thôi, Panasonic 1-2 model thôi, nhưng nó không sản xuất nhiều, cho nên là không có máy cao cấp với cả máy thấp cấp đâu ạ. Và theo thời gian thì máy nó dần dần thì nó ra nhiều các cái mẫu mới thì nó trở thành cái mẫu đi trước thôi, chứ còn không phải là nó ít tính năng hơn đâu ạ. Đây các bác nhìn, đây là một con TR3 này. Đấy, con TR5 bên cạnh các bác nhìn nhé, tất cả nó giống hệt nhau luôn 100%, tất cả từ bên mạch thân vỏ các thứ lắp chung hết, không khác cái gì cả. Nó chỉ khác nhau duy nhất một năm sản xuất thôi. Con TR3 này sản xuất năm 2011 các bạn ạ. Sau khi TR3 ra năm 2010 hoặc 11 thì tiếp nối nó sẽ là TR5. TR5 thì sẽ có 11 hoặc 12. Đây con này thì lại TR5 là 12 này. Đấy. Cho nên là kinh tế mình có bao nhiêu thì mình cứ mua cho em những cái dòng này nhé. Vừa phải, tất cả đều như nhau hết thôi. Nhà em bây giờ bao nhiêu năm vẫn đang dùng cái mẫu này. Không có gì khác biệt cả. Đều rửa với nước nóng 80 độ C hết. Thời gian sấy các thứ, chế độ tiêu chuẩn, các chế độ rửa hệt nhau. Hình thức bên trong ruột bên ngoài hay các thứ bên trong giống nhau hết. Xếp 12 cái bát con, 6 cái cốc, 6 đến 8 cái đĩa, bát thùa ô tô, thìa ô tô, đũa. Đây, con này trông khá là sạch sẽ các bạn nhé. Khá là sạch sẽ luôn. Giá chưa? Ok. 2.9 triệu thôi là các bác sở hữu cho gia đình của mình chiếc máy rửa bát rồi. Chả tội gì mà không sắm một chiếc đi ạ. Ăn xong thì chỉ có xếp ở đây thôi, không cần hóa chất tẩy rửa. Lắp đặt thì dễ như là máy giặt thôi ạ, một đường cấp vào đây. Một đường ống cấp các bạn này, và một đường ống thoát. Đi theo kèm đầy đủ ống cho các bác luôn nhé. Máy Nhật thì các bác lưu ý là nó sử dụng điện 100V, cho nên mình phải mua thêm cái biến áp đổi điện cho nó. Biến áp thì bắt đầu chưa có thì em bán ở đây có loại tốt, dùng ok ổn định là 500.000. Ngoài cái phí tiền máy ra là 2.9 triệu ra thì các bác nào không đến mua thì các bác phải chịu phí vận chuyển, nó là 150.000 ship đi toàn quốc tất cả các tỉnh, bên em ship tất cả các tỉnh. Hình thức mua bán thì đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt. Các bác xem thì các bác đọc cho em số con máy các bác xem nhé, trên kênh YouTube nhé. Con này mã số 23. Đấy, thì sẽ dễ lấy cho các bác máy vì máy em sẽ rất là nhiều, còn như các bác nhìn đây dọn xong đến đâu là bán đến đấy ngay, mà ngoài kia còn khoảng mấy chục con chưa dọn nữa cơ. Nhiều trong này đầy, rất nhiều. Nhưng mà dọn thì một mảy ngày không dọn được mấy con máy đâu, rất là ít. Thế như là dọn xong gần như là bán hết. Đây, chào các bác.